Vì con nhân ba cả nhà nhà cư Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm bắp sú. Hôm nay mình đi giải cứu bắp sú này. Mình sẽ làm món bắp sú xào muối nha. Mọi người chắc nghe lạ lạ đúng không? Tí mình làm mọi người sẽ biết thế nào là bắp sú xào muối nha. Đơn thái là bắp sú này ta có thể là làm dưa này, làm được nhiều món lắm. Xào bắp sú này có một người quen họ bán, họ cho mình nhà mình lúc nào cũng hay, lúc nào cũng được cho, đỡ phải đi mua. Hai hết luôn nha, ăn hai đĩa giờ bữa tối luôn. Rồi, mình thái xong rồi mình rửa sạch nha. Rồi, mình rửa sạch rồi, mình thái hành vô. Cho hai cục hành nha. Rồi, cho dầu nữa, bắt dầu dầu cũ qua mình xin đồ ăn. Mở bếp đây. Rồi, đảo nó thơm hành lên nữa. Bắt dầu là dầu cũ qua mình xin đồ ăn còn. Này tận dụng luôn. Bắp sú là chắc tầm 10.000 một cây, một ký gì đấy. Tại mình được cho nên mình cũng chả biết. Rồi, thơm quá. Đổ hết rồi nha. Mình đợi nó trong vòng mấy phút, 5 phút nữa cho nó tèo. Rồi 5 phút rồi, đây nhân vật chính nó là muối này. Đây là muối mì hào hào chua cay ấy. Chỉ cần một gói này thôi là đủ. Ai mặn hơn có thể cho gói rưỡi, hai gói. Còn mình một gói này là đủ cho một cây rồi. Không cần ướp thêm bất cứ thứ gì nữa. Đấy, đảo nó chín thôi. Ai có thêm hành lá thì cho hành lá và với cà chua nữa cũng ngon nha. Còn mình chỉ ăn vậy thôi. Dịch bệnh nên ăn tiết kiệm mà vẫn còn phải ngon nha, dễ ăn. Đấy, mình vừa chia sẻ mọi người một cách nấu canh đạm bạc bắp sú xào muối rất là ngon. Mọi người hãy làm thử theo cách của mình xem ăn có lạ miệng mà ngon không. Xin chào và mọi người trong video tiếp theo nha.